Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường xin được trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến với quý vị khán thính giả của đài BYN. Ngày hôm nay trong chương trình nghệ thuật hội họa, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một đàn voi. Chương trình ngày hôm nay là về thú vật. Chúng ta sẽ vẽ một vài con voi. Con voi này là những con voi đang chạy tới, tức là đang charging elephant, có nghĩa là đang chạy tới về phía người xem. Do đó trông cũng khá là hung hãn. Ta hãy nhìn lên màn ảnh, là chúng ta bắt đầu có một cái canvas trắng trơn, không có gì cả. Chúng ta bắt đầu vẽ, chúng ta phải vẽ một con voi chính, tức là con voi nó nằm ở phía trước. Thì đầu tiên là chúng ta cứ vẽ dùng cái màu nâu đậm để vẽ cái đầu, cái mình, cái vòi và hai cái chân trước như thế này. Sau đó chúng ta sẽ vào những cái chi tiết để mà vẽ cái tai, cái ngà. Chúng ta sẽ vẽ những cái đó sau cùng. Và đầu tiên chúng ta cứ vẽ một cái cục màu đen như thế cho nó theo cái hình dáng của con voi cái đã. Rồi thì bây giờ ta vẽ cái chân sau con voi này, nó sẽ nhạt hơn một tí. Tại sao nó nhạt hơn? Là bởi vì nó sẽ nằm ở cái background thì bây giờ con voi nó đã lồng lên, bụi mù nó đã dày đặc như thế, thì đương nhiên là cái chân sau nó sẽ bị bụi che đi, thành ra nó sẽ mờ hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vẽ vào cái chi tiết của cái chú voi này một chút. Rồi chi tiết thì đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ highlight của cái tai. Chúng ta vẽ đậm trước thì vẽ nhạt sau, do đó chúng ta rất là dễ control cái highlight, cái màu. Cái đầu của con voi này bây giờ chúng ta sẽ vẽ những cái màu nhạt lên như vậy, bên trên cái màu đậm. Cái tai bên này nó nhạt, nó đậm hơn tai ở bên phía bên tay trái một tí, bởi vì cái ánh nắng nó chiếu từ bên trái, nó chiếu qua. Ta còn cho một tí màu xanh nữa. Quý vị mới hỏi là tại sao mà anh đang cho cái family màu nâu và màu vàng, vì anh lại cho cái màu xanh như thế, nó có trái không? Thì thưa không, là bởi vì chúng ta không nên cho nhiều. Chúng ta cho ít thì nó không có trái tí nào cả. Cái màu xanh vào làm cho cái hệ thống màu nó trở thành rất là interesting, rất là thú vị. Chứ nếu chúng ta dùng chỉ có một cái family thôi á thì nó rất là boring. Một lúc chúng ta xem một lúc chúng ta chán. Nhưng mà cho cái màu xanh vào trông nó vui mắt ra hơn hẳn. Rồi bây giờ chúng ta quay lại dùng cái airbrush để mà vẽ tiếp những cái highlight của con voi này. Như quý vị biết là con voi này nó, cái vòi của nó đi như thế này. Cái vết nhăn cái vòi của nó, chúng ta thấy là con voi nào nó cũng có cái vết nhăn, bởi vì cái vòi nó là cái bộ phận giống như cái tay của chúng ta, để nó cầm, nó cuốn, nó đưa vào miệng, nó ăn. Nó tóm lại là hầu như tất cả những cái sinh hoạt của con voi nó đều phải dùng tới cái vòi hết, giống như là hai cái bàn tay của chúng ta vậy. Thế rồi còn cái gì nữa?
chúng ta sẽ có cái ngà. Đó, cái ngà trên ngoài nó cong lên như vậy. Đây là một thêm một vài những cái highlight nữa cho cái vòi. Cứ như bảo nãy giờ anh vẽ mà tôi chưa thấy vẽ cái mắt nó đâu cả. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu vẽ cái mắt. Cái mắt nó nằm khoảng cái chỗ như thế này. Mắt bên này thì khoảng chỗ như thế này. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào mà vẽ được cả lòng đen, lòng trắng đầy đủ. Nó chỉ vẽ được một cái hốc mắt mà thôi. Rồi phía bên tai bên này dĩ nhiên là cũng to bằng với cái tai ở bên tay trái. Cái vai, cái tai của con voi nó rất là to, quý vị đều biết như vậy. Bây giờ đây là cái shadow, cái bóng của cái bóng của hai cái ngà và cái vòi. Quý vị để ý thấy rằng khi chúng ta vẽ bất cứ một cái gì, chúng ta phải vẽ cái bóng của nó. Bởi vì không có một cái vật thể nào mà không, nó không có cast một cái shadow, tức là không để lại cái bóng. Cái bóng chính là cái phần nổi của cái vật đó. Nếu một vật mà nó không có tạo ra được một cái bóng thì là cứ thì cũng có nghĩa là trông nó giống như nó bay lơ lửng ở trong không khí vậy, chứ nó không có chịu đứng một chỗ, nó không có chịu đứng ở trên mặt đất. Quý vị thấy là Nguyễn Đức Cường bảo là sẽ vẽ một đàn voi mà mới vẽ có một con thôi mà đã thấy rắc rối như vậy rồi, thì làm sao mà chúng ta có đủ thì giờ để mà vẽ thêm những cái con khác nữa. Quý vị đừng có lo, là bởi vì chúng ta chỉ có vẽ cái con mà ngay ở chính giữa của bức tranh thật là chi tiết mà thôi. Còn hai ba con khác chúng ta sẽ vẽ nó nằm ở cái background, có nghĩa là chúng ta chỉ vẽ sơ sài. Chúng ta chỉ vẽ sơ sài. Thứ nhất là những con đó nó nhỏ hơn, vẽ sẽ nhanh hơn. Thứ hai là chúng ta chỉ có vẽ nó một cách mờ mờ, nó cũng bị cái bụi bậm của cái đám bụi của cái con thứ nhất này nó tung lên, nó làm cho hình dáng của những con nó sẽ mờ lại, nó sẽ vẽ rất là sơ sài và đơn giản. Chứ không thể nào chúng ta vẽ tất cả các con đều chi tiết như cái con đầu tiên này được. Rồi đó, cái thời gian nó sẽ không có lâu. Đó, thì chúng ta đã thấy là con voi chúng ta đã được hình thành khá nhiều rồi, có phải không ạ? Cái tai này chúng ta cho nó sần sùi thêm một tí nữa thì trông nó mới giống. Chứ cái tai mà nó phẳng phiu quá đó, thì trông nó không có thật. Rồi bây giờ chúng ta blend lại chút xíu. Như quý vị biết là khi mà trộn, chúng ta không có trộn hoàn toàn, chỉ trộn một vài những cái chỗ nào nó rough quá mà thôi. Còn chúng ta vẫn cứ để lại rất là nhiều những cái phần nào nó rough nhưng mà nó đẹp, nó hợp lý thì chúng ta cứ việc để lại. Chúng ta không nhất thiết là phải trộn tất cả cái gì, tất cả mọi sự là đều phải smooth hết, chuyện đó không có đúng. Cường đang cho những cái highlight trên cái đầu của con voi, trên cái tai của con voi. Trên cái vòi. Trên trán. Đó. Thì bây giờ chúng ta mới bắt đầu vẽ sang những cái con voi phụ ở bên cạnh xem làm sao. Những Cường nói hồi nãy thì những con voi phụ này nó
chúng ta vẽ một cách sơ sài, nó không có vẽ rõ. Nhưng mà sơ sài thì sơ sài, nó vẫn phải ra cái hình dáng con voi, chứ nó không thể nào mà nó bảo là sơ sài mà ra hình con những cái con khác được. Voi không vẽ mà vẽ thành ra cọp hay là ra tê giác thì không có được. Do đó chúng ta cứ vẽ như thế này. Quý vị thấy sơ sơ là đã thấy cái mình, cái đầu và cái voi rồi, có phải không ạ?